lúc thời mà chị bằng mấy đứa chị sợ mấy con mình á, mà chị lúc đó chị còn học có kính thiên nhiên nữa chứ phải học dậy sướng á. Này phần này lúc này chị cái này là cơ không có chị nói là chị rất là ghét cái môn nào có kính thiên nhiên mà rất là ghét cái nào cái này cơ vâng rất là học máy tính rồi chị lại hay giống như mình học cơ vân cơ tim đi, cơ vân với cơ trơ những hạn mấy đứa phân biệt cái đó thì mai mốt ví dụ mình xin thêm một cái ổ ung thư gì đó ở cơ đi, mình biết nó ung thư từ đâu ra chẳng hạn vậy. Chị cái khúc này cũng là cơ vân luôn hả chị? Đúng rồi cơ vân á. Nhưng mà cơ vân cắt ra ngang. Cắt ngang. Không hỏi cắt ngang cắt dọc đâu. Cái này dọc. Cái này cắt dọc nè. Cho hỏi được. Không mình biết gì. Không có hỏi đâu. Mình nhận biết được cơ vân. Biết cơ vân. Biết cơ vân là tốt lắm rồi. Yeah. Còn mắt không biết được. Còn cái này là cơ trơn. Cơ trơn. Mày làm gì vậy? Nhìn nó một cái bó như vậy thì sao mà biết được đấy là cơ vân cơ trơn? Đó quan trọng đó, đi thi rồi hỏi cái đó. Em hỏi. Chị cơ trơn không? Cái hình nào đi lên đó? Nó cắt chập như vậy, nó một đá mùi nhùi nó. Cái vậy coi là đặc điểm nhân đi, bữa sau hỏi chị. Nhân của hai người đã khác nhau. Nhân nhiều. Nhân nằm ở đâu? Quan trọng là nhân. Âm sinh nhân. Nhân nằm ở đâu? Tại vì đúng rồi lúc đấy nó thấy cái sự sải rồi em hiểu. Vậy là bài đi bữa sau hỏi. Nhân cơ vân với nhân cơ trơn nếu mà em hỏi đúng á để thi diễn ra cho cái hình cơ vân mà cắt dọc á. Nhưng mà nhìn giống như chạy cơ trơn nè, cho nên phải coi rồi cái nhân của nó nằm ở đâu để phân biệt. Coi như là nếu mà phân biệt hai cái cơ đó thì chỉ có cắt dọc đó chị coi. Nếu mà cắt ngang thì rất là dễ rồi, nhưng mà cắt dọc á mới là vấn đề. Cắt dọc thì nó phân biệt qua đặc điểm nhân, thì đọc là đặc điểm nhân hai thằng đó khác nhau sao? Cơ vân thì là nhân nó nằm sát màng phải không chị, và nằm nhiều. Cơ trơn nằm ở giữa một cái. Giống như một cái bó đũa. Nhưng mà nếu mà bây giờ cái bó đũa giữa mấy cái cây đũa nó nhân thì đấy là cơ vân. Còn nếu mà ở giữa cái sải thì nó là cơ trơn. Nói hay đó thì thi làm được. Hiểu được rồi. Bỏ cơ đi. Không phải hết cơ đi. Có cơ trơn nó không có cái trắng ở giữa giống như cơ vân. Cơ tim thì dễ đúng không? Đúng rồi. Sao không bị cơ vân với cơ trơn? Nhưng mà nếu mà hay thì khó coi được. Cơ tim đi thi có thi đó nha. Ồ cơ trơn coi đâu vậy? Cơ trơn rồi, mày coi đó. Cái thiếu vậy đó. Cơ vân nè. Ừ cái này cơ vân. Nhân nó không ấy. Cơ vân mà cắt dọc. Cái hình nào đặc trưng để phân biệt cái hai cái đó. Có cái này mà có cái nào mà cắt dọc á. Có cái này mà có trơn mà cơ vân không? Cái hình nào vượng? Còn cắt ngang, cắt ngang, cắt ngang á, cắt ngang. Bà nhỏ là đi, nhỏ là kiếm. Chị mới được, cái này không? Cái này không? Không, cái này không có cái dọc rồi. Cái này không? Không, cái phía trên, cái phía ngoài ngoài đi, ngoài đi, ngoài đi. Cắt ngang á, kiếm cái cắt ngang. Ngoài đi. Cắt ngang nè. Ngoài đi, ừ, khúc đó đó. Ờ, phóng nè. Phần cắt ngang phần ở đi ơi. Ngoài đi á. Nó nhấp kìa. Ừ, phóng lên, phóng lên. Đó. Này cơ vân. Có không? Có mấy cái nhân à? Có mấy cái này. Ồ. Nhân nó bao ngoài. Có cái nhân nó bao xung. Ồ, oh, đúng rồi. Dâu sát màng. Ừ. Ba tay. Từ xích ra chụp lại cái hình. Ba tay. Chụp lại đi. Hay quá. Chụp lại đi. Chụp lại nó chèn vô cho. Chị thi cho cái hình này dễ quá rồi. Chị cho hình gì chị? Chị thi cho chơi khúc này thôi nè. Thôi chụp luôn. Chụp luôn. Phải bén sợ. Đúng rồi, phóng bự ra. Cho nó cho vô như thế này nè. Đó cho mấy đứa dễ nhận. Cho vô như mấy đứa thôi. Ờ. À là cái này là những cái nhân nó nằm sát màng tại sao lại đánh đúng nhau nhiều nhân. Ồ. Ê cái này nè, ví dụ như cái này nè, ví dụ như cái này nè. Ờ cái này nè. Vượng đâu hả? Cái gì? Dập cái này mày. Đó. Cái này. Cái này là gì nè? Dập cái này đầu gà vô cơ vân nha. Tại nó. Cái đấy là cái gì? Cơ vân. Nó chỉ vô cái gì vậy? Để thi cho cái hình đẹp đặc trưng lắm mấy anh, cho nên đừng có lo quá đánh đố. Cái này cái tao nhìn tao không hiểu là cái hình gì cái. Ý bây giờ nói là giờ cái nhân nằm đây nè. À. Dạ rồi. Có ai đánh đố gì đâu. Coi lại cơ trơn. Ủa chứ mà đây chị có đánh đố bằng em được chị. Cơ trơn là một chờ làm khí quản. Tại sao học mà không tin tưởng nhau cứ phải thi được gì. Ờ đúng rồi. Học. Thấy không? Khí quản là khí quản. Sao mấy giờ chậm ta? Nè. Ừ, cái đó là cơ trơn chứ. Cơ trơn khí quản chứ. Đây lại cơ trơn. Ờ nó có cái bó nào cắt ngang hơn. Có một nhân á. Một nhân mà nằm giữa nó. Mấy em có thấy rằng để ý rằng thấy rằng cái cường độ đã gọi là cái mật độ nhân của thằng cơ trơn rất nhiều so với cơ vân mình em cắt chọc không? Dạ. Đúng không? Để ý cái đó đi thi được rồi. Với lại nhân của thằng này cái đó. Để đi chỉ vô đây nè, hỏi đây là tế bào gì? Chỉ là tế bào sợi.
Tới bơ cơ. Chụp rồi xong rồi. Chụp từ 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 từ. Minh họa luôn. Không chụp lại không có nhớ đâu. Đây. Rồi, câu hỏi luôn. Cái này là tế bào gì? Tế bào gì? Cái này là tế bào cơ trơn nhưng mà nhầm với tế bào sợi. Rồi lòng vô nha mày. Rồi phải cháo chở. Trời cái. Còn cái này có cơ vân sợ như vậy. Nhưng mà cái này mô liên kết. Nó không biết đâu cái này sẽ mô liên kết. Bên này là mới dễ nhầm với tế bào sợi. Ừ, cái này mô liên kết dễ nhầm hơn. Rồi quay lại thêm cái luôn đi. Bên này dễ nhầm hơn. Quay thêm cái này dễ nhầm hơn. Bên này dễ nhầm với tế bào sợi hơn. Các bạn nhớ đây là tế bào cơ vân. Rồi. Nhưng mà thật sự nếu mà trả lời tế bào sợi thì sai. Cái này phải trả lời nếu mà làm nguyên bào sợi chứ không phải làm với tế bào sợi. À, nếu có làm sai thì làm với bào sợi. Nhưng mà cái đầu của nó khác nhau, mấy em về mấy em coi lại bật lại mấy cái hình cũ mấy đứa chụp nguyên bào sợi với lại cái thằng này, cái hai cái đầu của thằng này khác, một thằng đầu nó tròn tròn, thằng đầu nó nhỏ quá ha. Chị coi lại nhân á. Từ từ. Một thằng đầu tròn, một thằng đầu nhọn. Đầu nhọn là tế bào sợi, đầu tròn là nhân. Nguyên bào sợi. Phải là nguyên bào sợi chứ phải là tế bào sợi. Rồi không phải đi không ác gì đâu, đừng lo. Không đúng rồi, tụi mày nói vậy tôi sẽ không có cái này. Mấy cái diệt này. Rồi không cần kỹ đâu. Đâu này mới giống tới bọn sợi nè. Đâu rồi. Đâu chị. Qua rồi. Đây hả? Đây hả? Điện thông. Kéo xuống. Kéo xuống. Này chị mới thấy con y chang con tới bọn sợi à. Thôi chắc là chị được tốt hơn nè. Cái nào chị? Hoặc mà thấy liên thông ta chưa thấy. Hơi mệt quá. Đi thiếu mát gì đâu. Xong rồi. Nghỉ đi. Xong rồi. Nghỉ đi. Mày đi. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị ngày đánh thông ba vui vẻ.